Vâng, chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại chúng tôi đang có mặt ở trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Alo. Và đây là toàn cảnh núi Mẫu Sơn. Đây là chỉ là một nửa thôi ạ. Hiện tại bây giờ du khách từ mọi miền đất nước đang đổ xô lên trên đỉnh núi Mẫu Sơn, dẫn đến hiện tượng tắc đường kéo dài rất là xa, khoảng tầm một cây đến một cây rưỡi. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một vài hình ảnh về núi Mẫu Sơn trước khi chúng tôi sẽ cập nhật tiếp tục trên đỉnh núi Mẫu Sơn trong ngày hôm nay.